Sáng nay ngày 7 tháng 5, dự án xây dựng mở rộng đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ Tôn Thất Tùng tới sông Lử, Thanh Xuân, Hà Nội được thông xe. Đây có thể coi là tuyến đường đặc biệt của Hà Nội bởi có thời gian thi công ngắn, không mất nhiều chi phí giải phóng mặt bằng và là tuyến đường kiểu mẫu với rất nhiều ưu điểm. Mặt đường rộng gấp 3 lần đường cũ, vỉa hè 7,5 mét. Nhà cửa đều tăm tắp, không có cảnh nhô ra, thụt vào vì bị cắt xén mặt bằng. Hàng cây trồng bên đường đều có đường kính từ 20cm trở lên. Tất cả hệ thống dây điện được đi ngầm. Đặc biệt, các biển quảng cáo trên tuyến đường phải theo một thiết kế chung, đồng bộ về kích thước, màu sắc, chữ trắng trên nền đỏ hoặc xanh. Đó chính là lý do khiến tuyến đường Lê Trọng Tấn mở rộng, trở thành tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên tại Hà Nội. Tuyến đường trước đây và so với bây giờ là nói chung là rất đẹp và tốt, trong mơ của dân tình ở khu này so với xưa là một trời một vực luôn. Nhìn chung là bà con phấn khởi, và cái mong muốn nhất của bà con là mong muốn là cái sự tôn tạo, duy trì rồi là giữ gìn cái đường nó được lâu dài. Thì trong quá trình thi công, vì là nó là một con đường nằm tuyến phố, nằm trong nội thành, nên cũng không tránh khỏi những cái vất vả của nhà thầu, đặc biệt đấy là công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, vì vừa thi công vừa đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên rằng là chúng tôi cũng đã rất cố gắng cùng với các ban ngành và đã thi công trong vòng 4 tháng hoàn thành cái tuyến đường một cách rất là đẹp. Thời gian thi công tuyến đường dài 1,5 km chỉ mất chưa đầy 4 tháng. Đây có thể coi là đạt kỷ lục về tiến độ so với những tuyến đường trọng điểm khánh thành trước đó ở thủ đô. Các hộ dân sống dọc hai bên tuyến phố cũng tham gia tích cực vào việc tạo diện mạo mới. Trước đây thì nhân dân làm các biển hiệu theo cái cảm nhận của mình. Nhưng đến nay thì như phóng viên đã xuống hiện trường đã thấy là quận đã triển khai và trang bị tất cả các biển hiệu đồng loạt, đồng cấp, đồng mức, đồng chất liệu và đồng màu sắc. Thứ ba là vận động nhân dân tự chỉnh trang lại mặt tiền nhà mình, những mái che, mái vẩy ngày xưa thì còn để ra ngoài lòng đường vỉa hè, nhưng nay toàn bộ các hệ thống kỹ thuật của các nhà dân đã được thu gom lại trong nhà. Ngoài việc lắp camera giám sát, quận Thanh Xuân sẽ thực hiện mô hình khoán quản để các khu dân cư, tổ dân phố trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về tuyến đường. Người dân thủ đô đều mong muốn có thêm nhiều tuyến đường kiểu mẫu như đường Lê Trọng Tấn.